Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở số 19 Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khương Dừa tiếp tục bán sầu riêng, nhưng hôm nay không có nhiều lắm. Khương Dừa về nghỉ lễ rồi Khương Dừa tranh thủ mấy ngày Khương về Khương Dừa cắt sầu riêng thêm. Hôm nay thì Khương Dừa bán online, rồi cái thứ hai nữa là Khương Dừa bán trực tiếp tại đây. Quý vị khán giả có thể coi trong cái phần giới thiệu hoặc là trong phần comment có cái số điện thoại hotline, quý vị khán giả có thể gọi hotline để mình đặt sầu riêng. Khương Dừa xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Đợt trước thì Khương bán sầu riêng 1 tấn mà Khương vừa bán trong vòng 1 tiếng là hết rồi. Cũng nhờ quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã ủng hộ Khương Dừa. Và nếu mà sầu riêng ngon thì quý khán giả nhớ trả lại ủng hộ Khương Dừa nha. Còn nếu mà lỡ qua trái nào nó không ngon thì quý khán giả nhớ báo cho Khương Dừa. Thứ nhất là gọi qua hotline, thứ hai là nhắn tin trên fanpage của Khương Dừa, hoặc là thứ ba là tới trực tiếp để Khương Dừa đổi lại. Cái này phải đổi lại nha quý khán giả. Tại vì sầu riêng mình phải ở dưới vườn Khương Dừa phải mua giá cao để mình bao á. Lên đây thì quý khán giả mua giá cũng cao, hơi cao hơn thì mình phải bao ăn, phải lựa những trái sầu riêng ngon mới được. Dạ hôm nay thì Khương Dừa cũng không bán nhiều lắm. Hôm nay chị cũng ở đây chỉ có 100 trái à. Dạ. Bây giờ Khương Dừa sẽ đi qua Khương Dừa. Nè. Đây này là sầu riêng chín cây nè. Trái này nó hơi bị sâu nè nên Khương Dừa khui ra nè, nhưng mà nó rất là ngon không quý vị khán giả. Đó. Ngon lắm. Này để đây giới thiệu cho bà con cô bác. Có nhiều anh chị mà đặt cho Khương Dừa mà gọi hotline không được hoặc là nhắn tin fanpage không được thì quý khán giả không cảm giùm Khương Dừa, tại vì hotline là quý khách hàng cũng thương, cũng gọi liên tục nên nó bị kẹt máy, nên nhiều khi gọi nó bị bận. Còn fanpage là nhiều khi là các bạn đã đặt sầu riêng, đã nhận sầu riêng nhiều rồi, nên giờ các bạn chưa có kiểm tra tin nhắn, các bạn chưa có nhận nữa, chưa có kiểm tra nữa, quý khán giả không cảm giùm Khương Dừa nha. Nói chung là cái này cũng nhờ quý khán giả yêu thương nên nó được ủng hộ như thế, chứ mà nếu mà Khương Dừa chứ Khương Dừa ban đầu Khương Dừa nghĩ là không bán được nhiều như vậy. Dạ. Bây giờ Khương Dừa sẽ khui sầu riêng tiếp. Dạ không sao, lần sau ủng hộ tụi con cũng được, không sao. Mua tôi mới ăn. Lần sau không có trái sầu riêng thì bà ủng hộ trái khác. Con không thích sầu riêng hả? Phải, bà muốn mua trái ăn liền. À, không có hả? Dạ hết rồi. Hết luôn hả? Không có lựa chổng con. Trái này mai nhưng mà bà sợ. Nhưng mà cái trái khui đó là bán cho tôi cũng lấy nữa cả. Con khui rồi mà con. Thôi để con lên chảnh con lựa coi có trái nào. Ừ, có trái nào đi chứ. Dạ, con ăn liền phải không? Anh lựa ăn liền á. Dạ. Hai trong một giùm em nha. À. Đây là cái chỗ chất sầu riêng của Khương Dừa. Cái này là dao rồi, cái này là hàng ngon, hàng tuyển nè quý anh dạ. Trong đây là nó có chín nhưng mà nó tại vì bà muốn ăn liền nè, nghe bụp bụp là chín rồi quý vị ạ. Đó, cái này là cái dạng như là chín nó cũng ngon, nó nãy Khương vừa khui đó, nhưng mà tại vì nó hơi nhỏ nên mình phải để qua bên. Cái này bán cho bà thì mình cũng tính giá tiền rẻ hơn, nhưng mà thật sự nếu mà biết ăn sầu riêng mình lấy mấy trái loại này nó ngon hơn, mà giá nó rất là mềm, nhưng mà Khương vừa không dám bán mấy này. Bữa trước Khương Dừa lấy lên cũng nhiều mà Khương Dừa để cho mấy anh em Khương Dừa ăn hết. Ủa trái nào nãy khui già đâu ta? Chín rồi. Gõ nghe bụp bụp vậy là chín quý vậy. Này cũng chín rồi nè. Nghe nó bọc bọc quá quý vậy. Đây. Ừ trái này sợ nó không ngon. Này chưa chín. Chưa chín lắm. Quý giả nghe không? Nghe cái bọc bọc á. Bữa nãy Khương Dừa lựa trái nào chín. Đây, cái này nó cũng mới. Ồ trái này nó cũng hơi bị sâu nữa. Lấy hai trái xuống luôn đi. Đến một cân. Đó. Đây, tại cô muốn ăn liền nên Khương Dừa khui cho cô. Cô tập thể dục hả con? Dạ. Dạ, nhà cô gần đây không? Ở trung cư Nguyễn Chiểu. Cái này con khui ra ngon thì con lấy tiền, con không có ngon thôi. Tại vì nó chín rồi nhưng mà tại nó xấu xí quá nên con không có đem để bán. Dạ. Ờ con ơi. Con một trái thôi.
cái trái này là Khương vừa khui để Khương vừa thôi khui cho cô trái này luôn đi. Trái này anh ủa, trái đó anh tính khui để anh giới thiệu là khách hàng nè. Này lấy trái ngon, trái chín cây nè, để lấy trái này đi, lấy trái này cho cô nãy anh tính khui giới thiệu khách hàng mà thôi cô mình khui trái đó cho cô đi. Ờ à. Ê, bao tay đó. Cái nữa đi. Thôi để khỏi đi, khỏi đi. Ờ, à, được rồi. Cái này nó ngon luôn không? Dạ. Này đúng ngon luôn nè quý vị ạ. Nó ngon. Tôi vừa tính khui để giới thiệu. Dạ, đó. Dạ. Ê da. Cái này là đúng là nó vừa chín cây luôn. Bây giờ gì nè, con lấy cái mũi con tách 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 cho nó. Đây để ghè bỏ vô bịch cho cô được hả? Cái này nó dễ lắm nè. Cô về cô làm nó dễ lắm. Về cái nó cô ấy cái này ra luôn nè. Nè đó đó. Ấy da. Rồi bây giờ con ốp lại con. Giờ con ốp lại hả? Dạ rồi. Thì gói lên này cho cô. Nó xin nó đang xin cái hộp này. Ok ok. Thì cô đại tôi con bóc ra cho cô luôn ha. Thôi khỏi bóc đi. Tưởng có cái hộp thì để vô hộp. Tôi con có đây. Xin kén. Ờ xin để hộp giùm cô đi, cô cảm ơn. Dạ. Không, con nghĩ cô để vậy nè, cô để một bịch vô về cô lấy ra ăn ngon hơn á. Để một hộp nó hơi mềm. Ủa hai cái muối này anh cầm lại nó sao bị. Ờ cho con xin tên cô nha. Rồi nè. Dạ cứ từ từ con sao. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi nè, để vậy để dễ vô về vô bịch cho cô luôn đi. Vì vậy cô khui ra cho dễ. Anh cầm trứng nha. Nặng hả? Cô xin. Có 2 kg không nhẹ heo cô? Dạ. Để gì luôn ha. Để gì cho cô luôn ha. Dạ rồi. Để nhiêu tiền đây con? Dạ, cô là 240 rồi. Cái này đúng mua mới được mấy sầu riêng mà chín cây gì là ngon quý vị ạ. Mà không có đủ á. Không chín cây đủ. Tại vì một vườn nó 5-7 tấn mà ngày nó rụng có 3-4 trái, 5 trái, 7 trái à. Cô hả? Tên cô hả? Trần Ngọc Ánh. Mà nên mình đâu có. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Giờ đâu nhiêu tuổi mà chào anh hả? Dạ. Nhìn không đâu á. Giờ nhiêu tuổi? Kệ, kêu anh cũng được, anh ơi. Thôi đi kiếm rồi. Dạ. Ngày một đi kiếm không có. Dạ. Có bán. Dạ. Ừ. Một tay ha. Ừ. Một tay người ta nghỉ lễ ai lao động đâu bán. Vậy tao cũng mới chạy đi kiếm vòng dạ. Kiếm chậm không có. Dạ. Giờ dạ, lựa cho anh mấy hai trái ngon ha. Ừ. Nhật ba mẹ 60 tao hơn ba mẹ mày đó. Anh hơn ba mẹ luôn hả? Ừ. Nhiều rồi, 6 rồi. Đó rồi. 63 chưa? Đó lên nữa. Nữa hả? Ừ. Ôi. Mà một cái là về quê mà chưa kịp. 65. 80. Dạ? 80. Gì 80? Gì? Đó coi chứng minh, coi chứng minh. Cũng nhiều người đó. Mình 80 chứ vậy. Rồi. Sinh năm 1943. Bằng 80 không? Dạ. 6, 7 7, 8, 7, 9 rồi. Trời. 7 7 mấy luôn rồi. Kêu bằng ông luôn á. Thôi kêu bằng bác được rồi. Trời ơi, cứng đã rồi ta. Trời ơi. Đặt cái đặt từ đâu rồi, ăn đông rồi đây á. Ăn đông hả bác? Dạ. Ở thấy bác ngon quá vậy. Ừ. Bác làm gì? Làm gì đâu, không làm nhà báo. Đúng rồi, không nên trẻ gì đó. Làm nhà báo đúng rồi, làm gì. Dạ, để con lựa cho. Thấy ngon ơi. Thấy đẹp trai quá mà thấy nhỏ xíu rồi. Ừ, ông 80 mà ngon trời. Ha. Ừ. Này còn 100 á. Ừ. Bởi vậy người ta đâu có tin đâu đâu. Phải đi, nên đi đâu phải mang giấy chứng minh theo vậy hả ba? Ừ. Bao nhiêu vậy này đi chơi chung có nhiều người người ta dễ bị mất dạy lắm á. Ừ. Giống như con vậy nè. Ừ. Tại vì kêu tự kêu bằng anh. Ừ, không có đâu có bắt mẹ đâu có là nói chuyện dân chơi có mẹ không? Dạ. Ý là con thấy chảo. Bắt mẹ gì? Dạ. Đây, trái này ngon nè, còn lấy trái này ha. Hai trái đi. Ừ. Rồi hai trái xuông xuông này. Cái này cái này nó rụng cuốn này. Ừ. Chắc hai bữa bác nghe mùi bác thơm bác ăn được. Thui ra tao thèm gần chết luôn á, đi quay tao giờ tao thèm mà nhiễu nước miếng luôn. Dạ. Trời ông 80 mà cũng ngon chứ trời. Dạ 5 kg. Gói cho bác đi. Trái này chắc ăn trước được nha bác. Hả? Trái này ăn trước được nè, tại dạ, nó rụng cuốn rồi. Không không, nhưng mà chắc ngày ngày nữa bác ăn ngon.
bác nghe mùi thơm á. Nè cái này bao ăn nên bác ăn ngon thì bác ủng hộ con, còn không ngon bác nói con để con đổi. Dạ. Đây. Chào anh. Hello em. Ủa em khui luôn hả? Trái của chị mua hôm bữa bự gì nè mà nó không ngon á. Bây giờ em đổi trái này lại cho chị. Vậy hả? Hai trái của chú gói liền luôn anh. Lên khui cho. Khui theo cái ấy được. Khui tại chỗ luôn hả? Ủa trái này bự quá. Kiểu này 5kg 600 luôn chị. Này chưa. Chào cô. Dạ cái lỗ sầu riêng nè. Anh thôi, hướng cam. Ủa hướng cam hả? Mua sáng mua hướng cam hả? Anh lấy trái này nó không ngon rồi. Anh lấy trái này nó bự quá. Nó chưa chín lắm. Ừ. Lấy trái khác đi, lấy trái khác đi. Trái này nó chưa chín lắm. Cái này chưa chín lắm, chưa ăn liền được, lát lửa ăn liền, để lửa cho. Cái này nó cũng phải 2 ngày á. Để ra, thích ăn xương chuối sống hả? Để lửa cho, khui liền để lửa cho. Đâu nào đâu. Đó nó chưa chín. Cái này cũng chưa chín nữa, nó. Đó. Cái này chín nè. Nó nghe bọc bọc vô quý vậy. Cái này chưa chín lắm nữa nè. Này chín ngon nè. 4kg. 4kg hả? Hai trái này hơn 4kg à? Cô bé bữa mấy nhiêu? Bé 4kg hả? Nhưng hai trái này hơn 4kg à. Có gì tính tiền nữa thêm. Nhiều. Hơn xíu nữa bù luôn cho bé không được. Thôi chín 4kg rưỡi cho bé luôn đi. Đổi cho bé luôn đi. Đây chín hả? Vậy lấy trái nhỏ hơn xíu ha. Thôi anh lấy trái nhỏ hơn xíu để mai ăn. Giờ khui trái này ăn liền. Thôi để anh lấy trái vừa vừa cho. Để anh lấy trái vừa vừa cho. Mất công em bù thêm tiền nữa. Chín ngon luôn nè. Ủa cái này ngon. 2 trong 1, 2 trái để ngoài á. Đổ mồ hôi luôn cái gì vậy. Nè con 2 trái này đi bé cho con bé ấy đi. Thôi vậy 4 cái hơn được rồi. 4 cái 3 rồi. Vậy thôi tính tiền bé 300g thôi. 300g thôi để tụi em mất công không có bù, không biết bù. Dạ cảm ơn chú bác. Con muốn nói chuyện mày nhiều lắm mà. Dạ khỏe quá. Rồi bác đã quá. Đôi khi 1 tiếng 1 thôi. Dạ. Đừng có kêu trời nha. Dạ. Đừng có kêu trời. Tiếng trời đừng kêu. Dạ. Đúng rồi. Đừng kêu ông trời ha. Dạ dạ con biết. Đừng kêu trời ơi. Dạ dạ. Người khuyên tụi Trấn Thành nữa. Việt Hương nữa. Nó kêu quá kêu. Dạ dạ con biết rồi. Kêu cho nổi ra nhà. Dạ. Có dịp nào chú cáo mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Bỏ ha không kêu nữa. Dạ rồi con biết rồi. Dạ. Dạ bác. Cảm ơn bác. Chị nè. Đúng ngon luôn nè. Vậy em về em để đây ha. Vậy em phun ăn ha. Cái này ăn liền cũng được đó. Vậy là tính tiền có 300g mà. 36 đúng không? Đúng rồi, em đi là 600 300g. Cô hôm qua được coi biết rồi mới biết làm gì rồi. Sầu riêng thái từ thứ 7. Dạ. Dạ con hái thứ 7 để hôm nay lên bán là vừa. Dạ. Dạ. Lên đây có lấu sầu riêng chín. Dạ. Dạ. À cô thử muối hả? Cô thử con muối. Cô thử tại vì mấy sao tôi lạ đâu tôi không ăn sầu riêng sao tôi coi trên mạng là nhúng quá chất đó. Dạ. Ở chỗ là tôi nhà gần Nguyễn Kim Phương mà. Dạ. Bác cha sầu riêng mà không bao giờ mua. Dạ.
này con không có nhúng nên nó nhiều khi nó không chín đều, trái trứng chín sao. Còn đeo lên cây hái là thấy mà. Dạ. Này quý vị khán giả, đây là cái bé bữa mua khương dừa một trái 4 kg mà nó không ngon lắm. Nên khương dừa bù lại cho bé. Bù lại bé 9 cây luôn nè. Đó, nó ngon kìa không? Đó. Nói chung phải bù lại chứ mà ở vườn không có bù lại cho khương dừa đâu nha. Ở vườn thì mua nguyên vậy đó rồi cân ký rồi tính tiền chứ không có bù lại. Nhưng mà lên đây thì phải bù lại khách hàng. Hao hụt cũng nhiều lắm quý vị khán giả. Nhưng mà sợ nhất á, mình bù thì không có nói gì. Khương dừa chỉ sợ nhất là có hy vọng là quý khách hàng thương khương dừa. Trái nào không ngon á, thì gọi tới khương dừa, họ nhắn cho khương dừa để khương dừa bù lại. Chứ nhiều khi sợ khách hàng buồn á, rồi mà không ủng hộ nữa. Cái đó mới sợ. Rồi gói cho em gái đi. Bé, ăn muối bé. Ăn muối vậy. Vậy ăn hả? Trưa sáng hả? Trưa sáng ăn sầu riêng là xỉu luôn đó nha. Đâu hồi nãy hai trái bù đâu, nãy anh lấy anh có hai trái bù đó, sao Phương nên khui thử trái bù đó Phương. Trái đó hai. Vậy hả? Lại cho cô trái đó đây cho cô coi. Sao luôn chị? Đây là quý khán giả, đây là cái trái sầu riêng nó không, nó hơi bị sâu vậy nè. Nên khương dừa mua nhưng mà không có bán, phải chọn ra mấy trái không ngon vậy nè. Bây giờ mình khui ra để mình giới thiệu. Đây cho em cái này cho cô. Đây 2.2 này em tính tiền của anh. Cô 2.2. Chục năm mà đi mua. Dạ cô. Dạ. Cô coi con lâu chưa? Coi từ năm ngoái chứ sao không? Cô có đứa cháu ngoài cỡ. Đứa 16 đó hả? Mà tôi đó được coi đó. Rồi chưa ơi. Đài Loan. À Đài Loan. À. Cô gốc Hoa hả cô? Của cô này 2.6 nha chị. 2.2. Đơn số mấy vậy chị? Chương. Ai cân? Chương. Em cân mày bán cho cô. Chương ơi Chương. Chương 2, 2, 6 gì nói lại không? Chương, em cân đưa cho Chương, cho Phương á, em đừng có cân. Em chỉ đưa lại cho Phương ngồi, để cho đúng không? Chứ bị lộn khách á. Đơn 17, 1 trái 2.2. Đơn mười mấy gì chị? Nhân chị ơi, 2.2 nhân 120. 264. Dạ cô tên gì cô? Dạ, dỗ gớt máu người. Cô tên gì vậy? Cô Phương. Cô Phương, cô đọc số điện thoại giùm con ạ. Rớt máu luôn. Đọc số điện thoại giùm con. Cái này nó chưa chín lắm. Không nhớ số, tụi con nào theo. Dạ, không nhớ số. Dạ, một cái chị ơi, 0898 0898 650300 Không bao giờ là nó. Cô có 264 ngàn ạ. Chị trả nhiêu? Dạ, 264 ngàn. Đâu cái trái cô đọc ra đây với chân cho chị. Có cái 4.000. Cái đơn từ đó. Cô đúng không? Mấy trái? Cái này nó chín ngon lắm nhưng mà nó chưa có chín tới á nên nó cứng rồi quý vị vậy. Nhưng mà thật sự khui mấy trái này nó mới ngon nè. Đây nè, cơm rất là ngon. Dưới 18 dạ, chú ơi, chú ơi. Chú mới đâu 16. Ừ. Đây. Chưa 54, đâu 16 54. Mà nó hơi cứng, cái này mai khui là dừa. Nhưng mà nó vàng bị sâu xia nên khương dừa khui ra để khương dừa giới thiệu. Đá cho cô. Cô lấy mấy trái gì cưng. Dạ. Cho cô trái ngon đi. Cô lấy mấy trái cô? Cô lấy mấy trái. Dạ. Cháu nội cháu ngoại cô. Cháu ngoại hả? Dạ. Đây rất là ngon luôn quý vị. Để lưỡi cơm trái đi. Lựa cho cô đi ha. 2 kg mấy hả? Dạ. Lựa cho cô 2 kg mấy à, cái này bự quá. Dạ chị. Em. Tôi tính xin cho cưng số điện thoại cưng được không? Dạ xin.
Tại vì có người em, thằng em Bình Đức á, dạ, nó hay liên lạc với em lắm. Dạ. Nó không liên lạc được với em. Dạ. Bây giờ số điện thoại của nó nè. Dạ, dạ. Cho số điện thoại của Cưng đi. Dạ. Thằng em Bình Đức. Dạ, để con nói ông bác Trang ghi lại. Ghi số anh này. Dạ, ghi số của anh. À, vô giùm cô. Nó bên Bình Đức nó tính liên lạc với em mà dạ, liên lạc không được. Trang nhỏ cháu nó đại nữa chứ. Sáng nay thì chắc là Hương vừa bán chắc chừng tại giờ là 9 giờ, nãy Hương vừa bán 8 giờ mấy á. Chắc bán tầm tới 10 giờ chắc là cũng xong rồi, bà con cô bác ủng hộ cũng nhiều rồi. Bữa Hương vừa cũng xin lỗi là Hương vừa tính bán trong 3 ngày, thứ 2, 3, thứ 4 là 27, 28, 29, cuối cùng thì Hương vừa bán một ngày hôm thứ 2 là 27, một tiếng hồ cái xong hết. Cuối cùng dạ chị. Cái này chị đợi rụng cuốn à, cái chị nghe thơm thì chị ăn ha. Chắc khoảng 3 ngày. Dạ. Mà cô gõ nghe bụp bụp á, cô gõ, cô gõ. Cái này chưa chín. Cô gõ nghe chừng nào nó trống bọc quá trong á, nghe bụp. Ủa chị. Chị ơi, nè nè gói đi. Cho em bé được chụp cái kim dừa đi, cô không chụp đâu. Dạ. Đứng chú đi, sợ đi. À, sợ coi đứng chú đi con. Đây, chú ẩm nè, chú ẩm cho chú Thương, chú Thương mua bánh ăn nè, nè mày cho cái bánh nè, mày cho cái bánh nè. Sợ thôi, có trên clip rồi, về coi clip. Dạ, để cho em nghe Chiến trái hả? Trái đó 3 kg luôn á. Dạ, chị đi làm đâu? Chị làm buôn bán hả? Chị ở nhà cũng mình ở nhà sướng mà. Giờ cái clip mà Trường Yến bên thầy á, là Zalo cũng Trường Yến cái số điện thoại chị đó. Dạ. Rồi kết bạn bên Zalo đi, đặng nó biết sao nhiều khi dạ, em đăng lên sớm á chị dễ thấy. Dạ. Còn em đăng bên YouTube á chị nhiều khi chị không có đi thường nên chị cũng khó thấy lắm. Dạ, cảm ơn chị. Em đăng fanpage với lại YouTube không? Không phải, kết bạn bên Zalo á là dạ, em đăng lên á chị thấy liền. Dạ. Rồi em đăng bên YouTube. Dạ, có số chị rồi để em lưu lại. Đi làm cả ngày chị không có mở lên coi liền, thành ra chị không có đặt được phải không? Dạ, dạ. Cảm ơn chị nha. Ăn ngon thì ở ủng hộ em, còn nó lỡ nó xui. Thôi đừng không, có nói tiếng xui, tôi ăn rồi và cái da bò rồi. Nó thì tới gửi cho em. Nhiều. Dạ. Cái sáu đi thì nó ngọt gắt hơn cái dạ, da bò. Dạ, dạ. Chị ăn rồi con trái nhưng cũng 120 kg dạ, nó đâu có ngọt gắt. Dạ, dạ. Dạ, hôm qua chị điện mà cho nghe em ở dưới đây nè, mà nó nói là chiều gọi lại chị đợi hoài không thấy, thôi chị đi xuống luôn cho rồi. Nhiều quá. Chị thông cảm mạng nha, cảm ơn chị. Chị về Trương ơi, đem tiền lên cho ngoại. Có nhiều anh chị cũng thương vừa lắm, cũng nhắn liên tục, có nhiều người giận xong rồi không có đợi được rồi xong rồi thôi không đặt hàng luôn, rồi có nhiều anh chị tới bữa trước tới không có, hôm nay lại tới nữa. Bởi vậy mình làm ăn cái gì, buôn bán gì, sống ở đời cái gì, có người thương, mọi người thương là làm cái gì cũng được, cũng dễ. Còn không thương thì thôi. Của mình là 348. Nhưng mà Phương Dừa hơi ngại xíu là Phương Dừa bị xử lý thông tin không hết. Tại nhiều tin nhắn quá gì lại nhiều, số điện thoại gọi tới quá. Nên Phương Dừa không có trả lời hết, nên có nhiều anh chị cũng buồn lắm. Nhưng mà Phương Dừa cũng gửi lại xin lỗi luôn, chứ giờ Phương Dừa không có thể gửi lời xin lỗi tới trực tiếp từng người được ạ. Rồi. Trời ơi ngon quá. Mà nói gì nói mình cũng phải ăn một muối. Hôm qua nay là Khương vừa ăn. Chị em ăn muối chị. Ăn muối nè. Làm muối luôn. Nè, này Khui mời mà. Rồi nè, ngon lắm. Đây. Dạ. Ăn liền hả? Dạ. Ăn liền quá hả? Có chỗ nhiều quá vậy? Ăn hết dạ. À? Ngon nha. Nè, ăn liền nè. Ăn liền nè. Nè mời anh muối ăn. Thôi được rồi. Mời muối ăn chơi. Ăn. Thôi được rồi, mới nè. Thì mới ăn sáng sầu riêng nè. Dùng muối đi anh. Lấy muối nhỏ thôi. Cái này nó khoảng 2 kg mấy á. Cái này là ăn liền luôn nè, nó vừa trên cây nè. Con vừa khui. Mà trái này nó sâu luôn á, trái này là người ta vâng, đá à con vừa không đem ra bán. Tại vì trái này nó bị sâu nên bán nó sâu xia luôn, không dám bán. Ngon quá. Phái xem măng cục hả? Để về bữa về quê. Thích ăn măng cục hơn. Về bữa em về quê em hái măng cục. Cái clip mà hôm qua coi cái clip em sinh nhật cho ba mẹ đó. Dạ. Có măng cục quá ngon. Nhóc em thì nhóc chị thì thích ăn măng cục, chị thích ăn sò cát và lọc. Thế hả? Nhớ nha. Dạ dạ. Ai đó đăng lên cho chị. Dạ, cảm ơn chị. Quá ngán luôn. Thiệt.
bữa giờ con vừa ăn tắt tiếng luôn á, nhiều lắm, vừa ăn mà mắc ăn á. Nè chưa, ăn thử không chưa? Nè mời anh muối. Đúng hả? Có gì đâu, mời nè, thử miếng muối đi, thử muối cho vui. Thấy thương là giờ mới gặp xương một thịt ra. Nè thử muối vui. Đó, được rồi. Sao vậy? Không ăn thử không bán à? Của họ thôi. Biết rồi. Thử muối đi. Trời ơi, kìa, khó mời quá vậy. Em dạ khó tính mà. Dạ. Ngon lắm. Em trái. Anh trái ha. Lựa cho anh trái đi. Trái này cũng gần rụng cuốn cũng ngon nè. Ừ. Dưa dưa thôi. Không. Anh nói trái này ngon nè. Trái này ngon nè. Trái này nó tròn đều nè. Cảm ơn anh nha. Dạ. Thôi bây giờ Khương vừa tập trung, Khương vừa bán, tại ở đây có Khương vừa biết lựa sầu riêng rồi. Mấy đứa, còn mấy đứa kia nó điếc ngắt à. Với lại Khương vừa biết khui à. À, cảm ơn quý khán giả rất nhiều nha. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ Khương vừa. Khương vừa bán buổi nay chắc trong vòng buổi sáng à. Rồi chắc là sau hôm nay thì Khương vừa sẽ đi về quê rồi, Khương vừa coi, Khương vừa không dám cắt nhiều. Để Khương vừa coi mấy cái giường của cô Bảy rồi của mấy chú của Khương vừa. Nếu mà có thì Khương vừa sẽ cắt lên để Khương vừa vừa bán cho bà con cô bác. Dạ cảm ơn khán giả rất nhiều. Chào tạm biệt à. Hẹn lại khán giả trong gương. Bye bye.